Nhiều may mắn. Xin cảm ơn ạ. Và quý vị, sau đây một hoạt động rất là đặc biệt, đó là Vũ Đoàn Chamba và người khởi điểm chương trình đó. Xin được hãy cho một tràng pháo tay cho Chamba. Với Xuân thì hội chúng tôi cũng có đến tham dự vài tiết mục văn nghệ để giúp vui cho chương trình hội chợ Tết hôm nay. Và trước tiên chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một điều múa của các cho cộng đồng Chamba tại Sacramento. Xin chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng, hạnh phúc và dồi dào. Xin mời quý vị cùng thưởng thức điều múa Haren lên rẫy của các em thiếu nhi Chamba tại Sacramento. Chúng tôi xin lớn nhất là chỉ có 8-9 tuổi mà thôi. Thật là chúng tôi cố tình để mà xây dựng cho tất cả con em mình có một sự sinh hoạt hòa nhịp với lại cộng đồng chúng ta nói chung là từ Việt Nam tị nạn qua đây. Lì xì cho con nghe. Lì xì cho con. Lì xì cho con. Ông lì xì. Xin quý vị một tràng pháo tay cho các cháu. Đó. Trung. Thank you.
Chúng tôi cảm thấy rất là vui và nhộn nhịp. Thank you. À, giờ xin hãy trong cái đó giống như có hẹn, không hẹn mà gặp vậy đó. Quá trời. À, như vậy. MC
xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và nhiều may mắn. Tên em là Trần Thị Yến, Hoa hậu Việt Nam Sacramento 2014. Em xin hân hạnh chào đón quý vị. Em xin thay mặt ban tổ chức giới thiệu đến quý vị những bông hoa đẹp nhất đến từ các nơi của thủ phủ Sacramento. Happy New Year. Này là tôi tại Aitam Rè Yên là làm ban tổ chức cái thi hoa hậu tại Sacramento. Và thi là ca sĩ biết phục vụ cộng đồng tại Sacramento. Ok. Mình lớn lên tại California. Thì em đang học ngành Biological Science tại Consumer River College ở ngoài đất nước. Nhân dịp Tết đến, em xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới an cuộc sống. Em xin cảm ơn. Yeah, Laura. Ok, Happy New Year. Cho thật chắc và anh biết chắc rằng hai em không muốn anh đọc tên hay là chị Cẩm Vân đọc tên, nhưng mà kết quả thì nó chỉ là có một mà thôi. Thưa quý vị, hiện tại là thí sinh mang số 7 và thí sinh mang số 11. Để cho quý vị 10 giây coi quý vị đoán tôi sẽ... Năm 2015, Hoa hậu của thành phố Sacramento, Amy, số 11. Á hậu 1, Việt Nam Universal Trang Nguyễn. Và một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của mỗi người, của quý vị. Và chúng tôi xin khép lại chương trình Hoa hậu năm 2015 của thành phố Sacramento. Và ước mong rằng quý vị cùng người thân và gia đình ra về bằng an và sức khỏe dồi dào của năm mới. Xin thành thật cảm ơn. Cô gái yêu đời chẳng mang giông tố.